Và chuyển qua bản tin, Kim Jong-un mang cả bồn cầu đến Singapore để họp với Tổng thống Trump. Thưa quý vị, phi cơ chở Tổng thống Donald Trump đã đáp xuống Singapore vào tối Chủ nhật 10 tháng 6 2018, cuối tuần qua, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Và ít giờ trước đó thì một phi cơ của Air China cũng đã chở ông Kim Jong-un đáp xuống Singapore và được Ngoại trưởng quốc gia này đón tiếp ở phi trường. Phái đoàn ông Kim Jong-un sau đó được đưa về khách sạn St. Regis, nơi được bảo vệ cẩn mật. Và vào tối Chủ nhật cuối tuần qua thì ông Kim thấy xuất hiện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khi gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Và ông Trump thì dự trù sẽ gặp ông Kim Jong-un vào ngày thứ ba tuần này, 12 tháng 6 2018, với hy vọng là sẽ đạt được một thỏa thuận lịch sử với Bắc Hàn để quốc gia này tự giải giới võ khí nguyên tử. Bình Nhưỡng ngoài mặt thì cho hay là sẵn sàng hủy bỏ toàn bộ kho võ khí nguyên tử của mình nếu như Mỹ cho được sự đảm bảo về an ninh cũng như là các quyền lợi khác. Tuy nhiên thì thưa quý vị, nhiều chuyên gia về Bắc Hàn cho là điều này khó xảy ra, là vì chế độ Bình Nhưỡng mất rất là nhiều tiền bạc công sức từ nhiều năm qua mới có được cái chương trình võ khí nguyên tử, để mà giống như là một cái biểu bối để mà đòi được đứng được ngang bằng với các cường quốc khác trên thế giới, và cũng như là để duy trì quyền lực của chế độ. Thì nguồn tin liên quan cũng cho biết, thưa quý vị, để mà không khí thêm nhẹ nhàng thì chúng tôi xin bổ sung thêm một nguồn tin nữa. Ông Kim Jong-un trong chuyến đi này, một trong những vật dụng mà được ông ta mang theo đó là một cái portable toilet, bồn cầu di động. Và hành động này được cho là để nhằm ngăn chặn vấn đề tình báo hoặc là do thám về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Hàn qua việc thu thập nước tiểu hoặc là phân của ông ta. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, hình như là vừa rồi khi mà qua Nam Hàn mà gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in thì ông Kim Jong-un cũng đã lễ mễ mang theo một cái toilet. Bây giờ thì qua Singapore cũng thế, đi họp thượng đỉnh nhưng mà không quên khệ nệ vác theo một cái cầu tiêu. Khiến cho Bích Trâm nhớ câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nhẫn nhục mang ý chí phục thù đến nỗi là nếm cả phân của vua Ngô Phù Sai, tức là kẻ xâm lăng nước mình, để mà muốn lấy lòng kẻ thù, trần bệnh cho kẻ thù. Thì cho nên có lẽ việc mà Kim Jong-un lo ngại là phân hay nước tiểu của mình lọt ra ngoài cũng không phải là điều quá đáng hay là điều vô lý. Thì thưa anh, làm người quan trọng coi bộ cũng khổ thế. Anh Khắc Hành nghĩ sao về việc là đi họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ mà Kim Jong-un còn mang theo cả toilet? Người quan trọng đã khổ, mà người quan trọng còn quá trọng thì dư trọng còn khổ hơn nữa. Nếu mà chúng ta cứ thấy cái ngoại hình của Kim Jong-un và cái nickname là cậu ổn của anh ta thì mình thấy rằng là có lẽ đây là một cái thanh niên không được khỏe mạnh. Thành ra cái sức khỏe mà nó có nhiều bệnh tật là cái điều mà phải giấu giếm. Chúng ta biết rằng là trong những cái chế độ cộng sản này, những chế độ độc tài này, cái sức khỏe của lãnh tụ nó là một cái bí mật gần như là quốc gia. Là bởi vì người ta sợ rằng nếu mà cái tiết lộ mà cái sự tiết lộ mà sức khỏe yếu kém của lãnh tụ mà nó được rò rỉ, nó tung ra ngoài đó, thì ngay lập tức trong hậu trường chính trị nó sẽ có những cái đấu đá nội bộ, có nhiều cái âm mưu nó xảy ra chỉ để là sửa soạn là nối ngôi một cái ông lãnh tụ mà sức khỏe nó yếu kém. Chứ còn cái chuyện này hoàn toàn không có xảy ra ở Tây Phương. Bây giờ thứ như sức khỏe luôn luôn được công bố một cách công khai như ông Tổng thống Trump đi, thì bây giờ có biếu của nả cho người khác, người ta còn đã không chịu mà còn chửi nữa. Nhưng mà đối với Kim Jong-un thì chúng ta nghĩ rằng là nó có quá không? Bởi vì người ta có hàng trăm cách để mà vào toilet, nhưng mà mấy cái ông tình báo nước ngoài, mấy ông nhà báo tò mò cũng chả có thu thập được gì, cũng về tay trắng. Thế nhưng mà tại sao cứ phải mang kè kè như vậy? Thì có lẽ là nó cũng chỉ là tạo ra một cái sự gọi là quan trọng một cách phô trương. Chúng ta biết rằng là thì Kim Jong-un tới Singapore đâu có gì mang theo. Chúng ta nhớ là cái phi cơ riêng giống như là Air Force One của ông Trump đó, thì nó quá cũ, nó của Đại Hàn, là ông đâu dám ngồi lên đó. Ông chỉ để chở cái xe limousine của ông với lại thực phẩm vớ vẩn mà nhét thêm đứa em gái ngồi lên đó. Còn cái phi cơ chính thức mà ông đi về Singapore thì lại mượn của China Airlines rồi. Mà cái chi phí ăn ở cho ông và các tùy tùng ở trong cái khách sạn thì cũng đã
yêu cầu những cái quốc gia khác, những cái tổ chức quốc tế người ta trả dùm rồi, thành ra đâu còn gì mang theo. Thôi thì mang theo cái toilet cho nó có vẻ nó như là bí mật, mình là một cái nhân vật quan trọng của thế giới, và có thể là cũng là một cái sự phô trương là chúng tôi là cái người có của ăn của để. Thành ra có nhiều người nói rằng là chuyến này không biết là thượng đỉnh là bàn xạ thoạn ra sao, nhưng mà Kim Jong Un chắc chắn là vừa được ăn được nói được gói mang về. Nhưng mà mang về thì làm cái gì và để ở đâu thì là một cái chuyện mà người ta cũng thắc mắc. Hay là mang về trồng cải giống như Trạng Quỳnh, hay là mang về, hay là vào đưa vào viện bảo tàng của gia đình Kim để mà triển lãm, thì chắc lúc đó lại phải nói cái này nó sản xuất ở Singapore này, cái này nó sản xuất ở Bắc Kinh. Thì kỳ quá, thật ra càng nói càng thấy càng thắc mắc, và hình như thấy ghê thôi. Ngưng lại để kể chuyện mà liên quan đến toilet. À thì có một anh chàng trẻ đó, anh đang yêu, mà người yêu của anh là con của một cái gia đình rất khá giả, bố là triệu phú. Thành ra yêu thì người ta liều lắm. Thành ra anh chàng nó một ngày nó bấm bụng coi như chạy tới gặp ông bố triệu phú đó để nói rằng là xin cầu hôn. Thì ông triệu phú ông chỉ cần khinh khỉnh, ông liếc xéo một cái là ông nói với anh, nói rằng là cái ngữ anh nó cả gia sản thì không có đủ để mà mua giấy vệ sinh cho con tôi, con gái tôi, thì làm sao mà cưới với xin gì. Thì anh này thì anh tái mặt, nhưng mà anh nói vậy không, nếu mà ông nói vậy thì tôi xin kiếu, chứ tôi không thể nào mà cưới một cái người đàn bà mà suốt ngày ở trong toilet. Phải suốt ngày trong toilet thì mới xài giấy dữ dội. Anh này cũng nhanh miệng đúng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.